một cái giỏ như vậy thì mình sẽ đi mình hái dâu. Hái dâu bỏ vô đây, hái dâu có bé xíu. Tôi đang đi giữa rừng dâu, chưa đi 25.000 vỏ nhé. Ăn thử dâu là mình đóng khô. Hôm nay bọn mình sẽ đi đến vườn dâu. Phải 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 ăn không? Có thuốc mà thuốc chắc nhiều à? Không, xin chào mọi người. Đây mọi người có thể thấy không gian xung quanh đây rất là tươi xanh bát ngát, toàn là dâu là dâu thôi. Hôm nay bọn mình được anh Tỏn đưa đến tham quan vườn dâu Sa Pa. Các bạn có thể thấy phía bên trong là những cái nhà lồng dùng để trồng dâu nè, có rất là nhiều bạn đi tham quan. Đi hái dâu. Vào nói sao người ta cho hái anh? Cứ vào thôi. Cứ vào. Rồi ai? Ai? Rồi lỡ trong đó mình mất ăn luôn rồi sao? Mình sẽ ăn thử một vài quả. Cái này nó cây dâu. Nhiều nhà lồng quá. Có nhà lồng màu đen với nhà lồng màu trắng. Vườn dâu ở thôn Má Tra, xã Sa Pa, huyện Sa Pa. Không nghe rồi. Mình tự vào vườn luôn. Cây dâu người ta trồng như vậy. Cây dâu người ta sẽ trồng như vậy. Đây, cây dâu này. Cây dâu người ta trồng ngang cái tầm của mình. Đây là cái hoa của quả dâu. Mình đang đi giữa vườn dâu đây. Hấp dẫn ghê. Không biết là trên đây chắc dùng để cái miếng này giống như keo vậy. Dính ong, dính rồi. Mình đang đi giữa vườn dâu đây. Đây là họ trồng organic. Theo như mọi người nói là ở đây là organic, không có chất bảo quản. Ôi, nhìn chỉ dâu cưng chưa kìa. Đi vào sau ấy, ở ngoài gây gần người ta bẻ hết rồi. Chí cũng đang hái dâu này. Chí làm gì đó? Chơi bỏ. Đây nó cầm cây nước kìa. Em đỏ hả? Quá to này. Những cái này để làm gì chị? Đây anh xin thêm muối à? Cái chai á? Vâng, để bắt muối. Bắt muối. Cơm mình phang mọi người ra bên kia ông chủ cơm cho ạ. Thôi lấy thế thôi. Thôi để thêm đi. Không ăn nữa. Lấy giỏ đi để em hái tiếp. Anh hầm. Đây chia mỗi ăn. Đây trái dâu có bé xíu. Nó tươi đẹp ghê. Trái dâu bé tí. Trái như nào là ăn được? Trái này đỏ tươi không?
Mình định ăn thử dâu. Trái này không biết ăn được chưa. Trái to này các bạn, to gớm. Mình được ăn thử trái này. Được ăn nha, chứ không phải mình ăn trộm đâu. Thấy trái nào ăn cũng được. Đi vào thì mỗi người thì mình sẽ được phát một cái giỏ như vậy. Thì mình sẽ đi mình hái dâu. Hái dâu bỏ vô đây. Thấy trái nào nó cũng chín cái đầu. Chín cái đầu còn cái đít. Nhỏ lớn mới ăn dâu tươi như vậy. Ăn thử chưa? Ăn mấy trái rồi. Thôi rồi đi lên. Đi từ xa xa là mình đã thấy cái quả này khá là đẹp, tươi nữa. Ôi nhưng mà nó dập. Không vẻ đâu. Mình đã thấy thêm quả này tươi ngọt, đỏ mọng. Thôi mình sẽ bỏ quả này. Bỏ qua đây. Quả nữa. Cách làm của nhà vườn cũng hay, không cần phải bẻ, cứ trồng dâu thôi, không cần phải lo đồ ra, thì khách du lịch họ sẽ lựa những quả đẹp nhất, họ tự thu hoạch, nhà vườn tính tiền thôi. Chiếc và nguyên thu hoạch quá. Trái này to nè, được không? Ừ, thường thôi. Thường thường ha. Ừ, để về nó còn đỏ. Về đâu? Bao nhiêu một cân hả? Sao mình mua ngoài chợ có 60.000. Sao chi mua ngoài chợ có 60.000 chi còn thang mắc? 250. Nhiều. 250. Mười à? À. Một ký. Một ký chắc ký quá. 250 bao ăn nè đó. Sau khi thu hoạch thì cả nhà mình được bấy nhiêu đây? Chiếc có bao nhiêu? Chiếc có 5 mẹm. 5 mẹm. Đây rồi. Đi nào. Bọn nó đang vặt. Ôi trời. Đi thôi. Cả nhà mình hái được bấy nhiêu đây? Của em còn trắng hơn của anh nữa. Ừ, mua em về mà. Em về đâu? Em về nhà. Em về chạy Vinh luôn hả? Ghê vậy. Ở em... đây mình nhiều phí mà. Ghê vậy. Nhưng mà mình đâu có đồ để đựng đâu. Không, mình phải bỏ vali. Về đơn đi dâu Trung Quốc đấy. Không xử lý không chuyển. Dâu Trung Quốc đấy. Cái này là bón sinh học hết rồi. Cái này hữu cơ. Đấy. Là không có. Chứ đi kia trong đó. Đấy, chứa đi 25.000 tiền vỏ nhé. Về đơn đi dâu Trung Quốc đấy. Quả này. Nhiêu vậy? Không hay à. 200 mấy? 200. Rồi 245 còn 220. Trả tiền đi. 220.000. Bạn kia bạn đứng đấy. Em dưỡng làm gì? Mình gì tiền. Có 20 thôi. Chủ vườn dâu. Chủ vườn dâu. Đây đem về mấy ngày được không? Cái này khoảng 2-3 ngày thì mãi. Dạ, ok, cảm ơn. Ủa nguyên cân luôn hả? Chứ làm gì vậy? Đi hái tiếp à? Ờ đi đi. Bên này nát rồi hả? 5.000 tiền vỏ đấy nhé. 165, 140. Rồi sao chi hái có trăm mấy? Mình hái ra. Mình hái ra 200. Để cô xếp cho chứ. Đây, được hướng dẫn một khóa xếp dầu. Chi nó đỏ dữ lắm. Có mình còn hồng hồn. Chiếc đủ chưa? Đây, xin cái bao về.
chờ tí nhá. Đấy mình xếp để nó xuống. Cái này cũng được. Ừ. Đây. Cái đó là ít. Thôi là mình xếp một lớp nữa. Rồi đi. Ok. Lấy cái túi lâu rồi. Hôm qua chị mua dâu gì hả? Dâu bị rất là chín rồi. Em chị mua dâu Trung Quốc. Cô chị. Cái này của chị. Cái này của bà Hoàng mà. Cái này của chị. Rồi của chị. 1 2 3. Rồi được chưa em? Rồi, đem cho chị để lát xốp đó. Rồi. Xốp. Ấy không được. Dập không em? Để bé sắp xưa. Sau khi Ủa sao hai cái như nhau mà? Ừ như nhau lắm, bà bỏ vô đây hết rồi. Ừ chuẩn. Nhìn nó chín như này cơ mà. Ủa mình cứ kiểu chín một nửa. Cân nãy cân thử chưa được nữa. Cân kia nó không chính xác mà cân điện thoại rồi. Chị ơi, cái này em mới tính đi thái thì chín thì chỉ ăn luôn trong ngày một. Rồi. Ngày gần ký à. Đấy là làm 4 quả rồi. Ngon rồi. Cậu, mới gần ký chưa được. Rút cháo vậy. Cháo ăn được 1 kìa. Ừ. Ừ. Ơi, bạn xí đẹp không? Ờ, tuần này tự nhiên ấm lên rất đột biến. Hôm qua đồng một đoàn kia bỏ khách Thái à, bên kia. Mấy xe 16 này. Ờ, em nghĩ là mã nó nói tiếng Anh mà, hoặc là sinh. Thôi lại cho chị xíu. Giống người Trung Quốc. Thái nó nhìn nó xấu nhiều, nó không nét. Phải qua cắt tỉa đúng không? Nhìn nó nóng, da đen nó không trắng như này đấy. Có mấy trái bé xíu đỏ. Một hộp. Em ơi sao mới chia được không? Sau khi mà tính tiền ở đó thì mình sẽ vào đây để mình xếp để vận chuyển. Ăn đi. Không ăn à? Không ăn thì thế nào bây giờ? Nó không để được vào đây. Để lâu được. Khi vào đi. To này trong gương rồi. Xếp xếp. Giờ mình có quanh năm luôn anh. Đâu có hết tháng năm. Ừ. Tháng 6 là hết vụ. Hết vụ. Dâu ở đây là dâu một vụ. Ừ. Dâu vụ đông, đông xuân. Tính tiền. Vâng. Đấy mình sẽ để lên rồi mình tính tiền rồi. 176. Của em còn 160. Ừ, cuối cùng lần cũng đã có 2 hộp của mình. Chip có mấy hộp? 2 hộp. Thì con mùa nào cũng mọc. Từ nóng thì lúc nào cũng mọc. Từ lạnh thì sang tháng 4 tháng 5. Ngoài bán trái anh còn bán cây luôn à? Ông. Em về đây. Ok. Giống này giống chịu nhiệt nhé. Chịu nhiệt luôn. Mà ăn dâu ở đây khác với dâu em trồng. Em trồng ăn nó đậm đậm hơn. À, em trồng thì gần như là nó đậm hơn. Nó tự sinh tự sống. Đậm hơn đúng rồi. Ra một hai quả, một cây ra một hai quả là đậm quá rồi. Một cây ra 4-5 quả. Đây cây của nó chục quả. Cây chịu nhiệt rồi đem vào miền Nam được không anh? Trong Lúc Hải được ăn không anh? Trong Lúc Hải được ăn một quả em ơi. Quả? Ừ. À, con bé quá không ăn được thì ăn hộ con một quả nữa. Không, con nó mới ăn nhiều. Thế thì mẹ không ăn cho con ăn hai quả. Nhưng con em nó ăn nhiều lắm. Nhiều lắm thì 100.000 ăn trong vòng tiếng. Ăn thoải mái không? Ừ. Đứa này thì miễn phí. À nhưng mà nó là đứa ăn nhiều nhất. Ăn được mấy quả. Được rồi, đi, đấy, miễn phí. Đi. Đi. Em đi trước đi. Anh đi đi. Thằng này thì không được, đứa đường này miễn phí. Đi vào đi. Mình đang ở tu viện cổ Sapa.
Đây là một trong những tu viện có từ thời Pháp. Đây là tu viện cổ. Các bạn có thể thấy trên tường đá xuất hiện rong rêu màu đỏ. Đây là một loại rong đặc biệt mà chỉ có Sa Pa mới có thôi. Đúng rồi. Ông Tạ nổi tiếng là gì, hướng dẫn viên chụp ảnh đẹp mà. Không phải giờ em cạnh mặt hết ba cái này đâu. Dưới có hầm nữa trời. Đây là lúng. Không có tháo được. Đứng hẳn lên trên ạ. Không có tháo được. Lạnh. Lạnh lắm. Ông đang cũng có xây bằng, đang cũng xây bằng bê tông, bê tông hình. Cái này hình như một cái hai mấy là bê tông đầy rồi. Rồi xây bằng xi măng á. Cái này là tầng 2, ở dưới là bị phá rồi. Có nghĩa là ở đây là tầng 2, còn ở dưới là có tầng 1 ở dưới nhưng mà bị phá hư rồi, bị chiến tranh phá hư. Phá sao hư được? Hỏi anh hư. Ảnh kia đẹp không? Cái vòm đó, cái vòm đó là gì? Nhà thờ xây hoàn toàn bằng đá, giống kiểu kiến trúc Pháp hồi xưa. Trên đây có tầng nữa. Bên trong toàn dương sĩ với những cái cây. Cái anh nãy giờ đây thì Linh vẫn là người chưa chụp hình. Rồi, đi nãy giờ đó. Chụp rồi. Rồi, vô. Vô.